Sam cho con gái 7 tháng tuổi mặc đầm hơn 7 triệu đồng. Diễn viên Sam chăm chút diện mạo con gái cưng khi cho bé mặc đầm hàng hiệu, tiết lộ đây là bộ đồ đắt nhất trong tủ quần áo của con. Sam đăng tải khoảnh khắc vui đùa cùng con gái Dinh khi đưa con cùng đi làm. Người ta hỏi mẹ thế nào là hạnh phúc. Mẹ bắt đầu kể về những ngày tháng có con, nữ diễn viên cho biết. Trong bức ảnh chụp cùng mẹ, con gái Sam trông đáng yêu khi được mẹ cho diện đồ theo phong cách công chúa. Mẫu đầm Versace tông hồng phủ logo thương hiệu có giá niêm yết 300 đô la Mỹ, hơn 7 triệu đồng, được kết hợp cùng mũ trùm đầu và tất ren điệu đà. Diễn viên cho biết bộ đầm là trang phục đắt nhất hiện tại trong tủ đồ của Dinh. Nhiều bạn bè và người hâm mộ của Sam khen diện mạo đáng yêu của nhóc tì Dinh. Cưng quá, em muốn bắt về nuôi, em bé có miệng xinh giống mẹ, một số khán giả bình luận. Bước sang tháng thứ 7, cặp sinh đôi Dinh, Ji-un nhà Sam ngày càng cứng cáp, bụ bẫm. Từ khi hai con mới lọt lòng, diễn viên đã chăm chút phong cách cho hai con, thường xuyên cập nhật hình ảnh hàng ngày. Cả hai nhóc thì thường được diện đồ theo phong cách Hàn Quốc với những bộ body suit hay váy áo chất liệu cô tông mềm mại, màu sắc pastel mát mắt hoặc họa tiết hoa nhí dễ thương. Trong khi cậu em Ji-un được Sam cho mặc đồ khá đơn giản, chị cả Dinh được mẹ đầu tư hàng loạt bộ trang phục gần như không trùng lặp khi lên hình. Ngoài váy áo, cô còn sắm cho con gái nhiều kiểu phụ kiện như tất nơ, bờm tóc. Cặp song sinh được bố mẹ cho ngủ ở phòng riêng. Sam cho biết nếp sinh hoạt của hai em bé khác nhau, làm đảo lộn thói quen của cô. Từ ngày có con, cô hay mất ngủ vì lo cho con. Tôi từng nghĩ việc chăm con rất dễ nhưng sự thật khác hoàn toàn. Những kế hoạch tôi đặt ra như trở lại công việc sau một tháng ở cử, vừa nuôi con vừa đi làm đã bị thay đổi. Nhà có hai vợ chồng và ba người hỗ trợ nhưng mọi việc vẫn cứ rối tung. Tôi gần như không thể cân bằng được công việc và nhiệm vụ bỉm sữa, cô chia sẻ trong một chương trình. Cuộc sống bỉm sữa dù không dễ dàng nhưng nhờ có hai nhóc tì đáng yêu, cô cân bằng được mọi việc. Sam nói từ khi có hai bé, cô mắc bệnh, nghiện con. Sam tên thật Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, quê Long An. Cô nổi lên với danh xưng Hot Girl, được khán giả nhớ đến với vai trò MC. Nhiều năm trở lại đây, Sam ghi dấu ấn với các phim truyền hình như Lối Rẽ, Cô Thắm Về Làng, Nếu Còn Có Ngày Mai. Ở mảng điện ảnh, cô từng đóng chính dự án Siêu Sao Siêu Ngố, Đảo Độc Đắc, Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Cặp sinh đôi của diễn viên chào đời cuối tháng 2. Được đặt tên theo tiếng Hàn. Bé gái Dinh là chị, bé trai Ji-un là em. Cô thoải mái chia sẻ hình ảnh hai con trên mạng xã hội, tuy nhiên giấu danh tính ông xã. Sam nói cô đã đăng ký kết hôn và đến khi hai con đủ cứng cáp, cô mới nghĩ đến chuyện làm đám cưới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.